Bây giờ thì hỏi mấy anh em quay nè, anh em nào trả lời giùm thầy coi. Thí dụ bây giờ thầy là người đang vẽ một cái mâm cao cổ đầy mà thầy đưa lên cho mấy anh em ăn được không? Bây giờ thầy mời một trong mấy anh em quay nói giùm thầy câu coi nào. Thầy đưa lên mấy anh em ăn được không? Không được. Làm sao ăn được? Cái bánh vẽ mà làm sao ăn được? Thì cũng như thế, những lời nói của cô bé Ben này không có căn cứ là cái chỗ mình chứng đạo. Chỉ nói suông trên văn tự mà nói nó không có kế hợp, là kế hợp sao? Thường cái câu mà trong cái văn phạm nó nói như thế này nè, móc xít luôn đít, không? Có nghĩa là mình phải nói có thứ tự trước sau. Có thứ tự trước sau là có thượng từ, đó là hạ, rồi đến trung, rồi đến thượng. Thì nó có móc xích logic đó thì cái câu nói người ta mới hiểu được. Còn mình nói ra là phải dẫn dụ từng bước cho người ta thấy thì mình mới vô đại thừa được chứ. Đương không mình biểu người ta trở về tánh thanh tịnh là trở về thanh tịnh, trở về tánh thanh tịnh là đúng chứ không có sai. Nhưng mà cô bé sai là sai chỗ nào biết không? Cái chỗ là mình tự ngã đó. Cái tự ngã này gọi là đại ngã đó, biết không? Mình lấy cái kinh đại thừa ra để mà mình cho mình tự chứng liền là thành Phật. Bây giờ như vậy là dùng bẫy núi, chỗ của bé Ben nó thành Phật hết trơn rồi, sao không xuống đây độ chúng đi mà ở chảnh múa nhảy chi vậy hả? Bây giờ tất cả những ông Phật ở trên đó sao không xuống đây đi xuống đây để độ đời đi, mà đi các nước trên thế giới độ đời đi, mà bây giờ ở chảnh nhảy cà tĩnh chi? Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Thích Ca Bổn Sư Mâu Ni Phật. Thì hôm nay Dương Lành, anh em tụi con cũng đến tỉnh Thất Diệu Pháp Liên Hoa. Thì trước tiên thì anh em tụi con lễ Phật, thứ hai thì anh em tụi con thỉnh Pháp. Thì hiện tại giờ thế gian Pháp thì cũng đang xôn xao cộng đồng, đó là cô Ven Vẹo. Thì mấy tháng trước cô ta cũng lên là làm dậy sóng cộng đồng. Thì tưởng đâu cô ta đã ẵn rồi, nhưng mà không ngờ cô ta giờ lên là cũng làm mây mưa nữa thầy. Thì đáng lẽ bên đạo Phật giáo của mình á, thì vô thì phải học sa di rồi mới lên tỳ kheo vân vân. Còn nói về học thì phải có sơ cấp, trung cấp, rồi tới mấy đại học bên Phật giáo. Còn cô ta không biết học ở đâu về mà cô ta lên giảng pháp nói như là con két nhái ông chủ nhà. Thì nhờ thầy cho bài pháp thoại. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể của anh em quay phim, hôm nay mấy anh em mà có duyên lành đến tỉnh thất của thầy muốn cần hỏi một số vấn đề. Thì trước tiên thầy xin có lời chào với toàn thể quý vị cộng đồng mạng. Một ngày mới vui đẹp, sức khỏe dồi dào, là được nhiều năng lượng và sống trong hào quang của chư Phật, là luôn luôn nương về con đường đạo giải thoát của Đức Phật dạy, chánh đẳng chánh giác, không bị mê tín tà đạo lưỡng tưởng tường tưng, nhảy múa hát ca rồi làm những trò nghiêu ngao mà cho mình là thần thánh. Thì cái đó là sai với chánh đạo, đó gọi là mê tín dị đoan, đó là phù phiếm, cái đó là ngu dại. Mà sau khi chết đó, trong kinh Địa Tạng để những cái người làm hành động đó đó mà tự cho mình là đại thừa, tự cho mình là tổ là thầy đó, thì những người đó sau khi chết đó, đúng theo cái đại dòng ngữ của họ đó, mà họ rơi vào cái cảnh khổ. A Di Đà Phật. Kính bái bạch chư tôn thiền đức, hôm nay là ngày là 10 tháng 2 là của tháng Nhuần, năm Quý Mão. Con là Thích Thiện Tài, tự là Xưng Minh Đạo, nơi tỉnh Thất Diệu Pháp Liên Hoa. Thì có đủ duyên lành để hội tụ với anh em là quay thiện nguyện trên đường là giúp các hộ nghèo. Thì hôm nay con muốn có đôi lời là chia sẻ cùng với anh em, mong chư tôn đức thiền đức phóng đại tự lực của mình, gia hộ cho con hoàn thành là thời pháp thí. A Di Đà Phật. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tận Hư Không Biên Pháp Giới Quá Hiện Vị Lai, thập phương chư Phật Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, lòng qua Giáo Chủ Di Lạc Tôn Phật, đại chi văn thù sư lợi Bồ Tát, đại hạnh phổ hiền Bồ Tát, hộ pháp chư tôn Bồ Tát, linh sơn hội thượng Phật Bồ Tát. Chí tâm đảnh lễ Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, Đông Phương Giáo Chủ Dược Sướng Lưu Ly Quang Dương Phật, đại bi quan Thế Âm Bồ Tát, đại thế chi Bồ Tát, đại nguyện Địa Tạng Dương Bồ Tát, thanh tịnh đại hải chung Bồ Tát. A Di Đà Phật. Để đáp ứng lời chia sẻ với sĩ Ngân vừa hỏi rồi, câu hỏi rồi, thì thầy xin nói sĩ Ngân như thế này nè. Ở trong cái trường đời á, khi mà mình bước vô mình học á, bên phổ thông thôi nha, thì những cái phương châm á, những cái văn phạm mà để trước cái cổng trường á, quý vị cùng đồng mạng chắc cũng thường thấy mà ha, là cái câu là tiên học lễ hậu học văn. Đó, thì cái người bước vô trường đạo cũng vậy quý vị ha. Bước vô trường đạo thí dụ như là để là tam vô lộ học, hay là để cái bản là từ bi hỷ xã, hay là để cái bản là gọi là di trệ thiện nghiệp đó, hay là phước huệ là trang nghiêm. Đó, đó là những cái câu thiệu để mình nhìn thấy rằng cái đó giống như là một cái biểu tượng để thể hiện lên một cái tinh thần để hướng người hướng đạo gì đó quý vị ha. Mà cái tôn giáo, bất kỳ tôn giáo, mỗi một tôn giáo nó có một cái chi phương, một cái phương hướng của nó. Nhưng mà theo những cái việc làm mà vừa rồi á, thầy xem trên mấy cái clip gần đây của cô bé Ven mới quay trong vòng vài ngày nay đó, của mấy anh em mà quay phim đó quay đó, thì thầy thấy cô bé Ven này á, có sự tiến rất là nhanh. Nhưng mà cái tiếng của cô bé á, nói chuyện nó không có căn bản gì. Tức là đạo á, là mình phải nói có thứ lớp, chứ không thể luôn không mà mình dẫn người ta nhào ngang vô. Ví dụ bây giờ là mình bước vô nhà thì mình phải gõ cửa chứ, thấy không? Còn bước vô cái bản tâm của mình đó, thì mình phải ngộ được bản tánh. Mà muốn ngộ được bản tánh thì mình phải tự ngộ được cái sự thanh tịnh vắng lặng, và cái con người mình phải biết nhân nghĩa lễ trí tính. Chứ không phải mình nói càng nói bướng mà mình không hiểu gì trơn. Nếu mà mình nói càng nói bướng mình không hiểu gì trơn thì nó giống như cái gì quý vị biết không? Giống như mà mãi giỏi Sơn Đông vậy đó. Đó, bây giờ ví dụ như có một cái người kia ha, vẽ một cái mâm cao cổ đầy trên cái tờ giấy đưa lên mời quý bà con ăn, quý bà con có ăn được không? Đó, bây giờ thì hỏi mấy anh em quay nè, anh em nào trả lời giùm thầy coi. Thí dụ bây giờ thầy là người đang vẽ một cái mâm cao cổ đầy mà thầy đưa lên cho mấy anh em ăn được không? Bây giờ thầy mời một trong mấy anh em quay nói giùm thầy câu coi nào. Thầy đưa lên mấy anh em ăn được không? Không. Làm sao ăn được? Cái bánh vẽ mà làm sao ăn được? Thì cũng như thế, những lời nói của cô bé Ven này không có căn cứ là cái chỗ mình chứng đạo ha, chỉ nói suông trên văn tự mà nói nó không có kế hợp. Là kế hợp sao? Thường cái câu mà trong cái văn phạm nó nói như thế này nè, móc xít luôn đít, thấy không? Có nghĩa là mình phải nói có thứ tự trước sau. Có thứ tự trước sau là có thượng từ, đó là hạ, rồi đến trung, rồi đến thượng, thì nó có móc xít logic đó thì cái câu nói người ta mới hiểu được. Còn cái này mình nói á, là mình toàn là trích lược, hoàn toàn là những lời nói đại thừa không. Mà trong cái khi đó bản thân mình làm chưa có gì gọi là đại thừa hết đó, thấy không? Cái bản thân mình chưa làm cái gì để mà người ta thấy được mình được đại thừa hết đó. Mình chỉ nói thôi, là giống như là cái người cho người ta ăn bánh vẽ vậy đó. Thì bây giờ quý vị cộng đồng mạng mà ăn bánh vẽ quý vị có nô không? Bây giờ cô bé Ven chỉ quý vị là giữ tánh không ha, chỉ quý vị giữ tâm không, rồi tất cả dạng pháp bỏ về không, rồi trở về tự tánh niết bàn. Quý vị biết tự tánh niết bàn là cái gì không? Bây giờ thầy không biết đó, thật sự nếu mà thầy không học pháp là thầy không biết niết bàn là gì cho đó. Mình muốn nói cái niết bàn thì mình chỉ người ta làm sao mới về niết bàn đó, chứ được không mình biểu tự tính là niết bàn là sao? Nói chuyện kêu bằng nói cái vô đầu vô vị, nói không có câu nào trước câu nào sau hết. Bộ đương không mà Đức Phật muốn nói kinh Đại Bác Niết Bàn, Đức Phật nói Đại Bác Niết Bàn á. Trước khi Đức Phật muốn nói cái thời kinh Đại Bác Niết Bàn thì Đức Phật cũng dẫn dụ từ một cái kinh thấp cho đến cái chuyện làm cao, là chỉ cho từ cái nhân đạo rồi bước vô thần đạo, rồi bước vào tiên đạo, rồi bước vào thánh đạo. Chứ đâu phải Đức Phật đương không mà Đức Phật nói đại thừa liền đâu. Những cái bộ kinh đại thừa mà Đức Phật đã trình bày qua trong Tam Tạng Kinh Điển đó là nó có thứ lớp trước sau, và có những cái năm cuối cùng của Đức Phật mới nói tới cái kinh lớn, cái kinh đại thừa. Mà bây giờ cô bé Ven này á, cổ được kênh YouTube đặt cái tựa đề, cái tiêu đề ở trên cái mà cái thời giảng của cổ đó là Phật Tổ xuống điểm, quý vị thấy không? Ở trong đạo Phật á, trong đạo Phật giáo Việt Nam mình, trong đạo Phật giáo Thích Ca mình ha, thì chỉ cho bà con cộng đồng mạng mình thấy nè, là có khi nào mà xuống điển không? Đức Phật thì xuống điển không? Hồi đó Đức Phật lúc mà chơi tu chứng đó nha, lúc Phật tu khổ hạnh thôi mà Đức Phật còn không có xuống điển nữa đó, quý vị thấy không? Cái lúc đó là Đức Phật bị nè, thầy chỉ cho quý vị thấy rõ ràng để nhớ nè, lúc đó Đức Phật là bị là xương tàn nè, thân da thì bọc xương nè, đói khát nè, lạnh rét nè, mà lúc đó Đức Phật luôn luôn giữ chánh niệm và luôn luôn giữ chánh định đó. Thì nhờ cái chỗ mà Đức Phật luôn luôn giữ chánh niệm, luôn luôn giữ chánh định đó mà Đức Phật mới thấy được cái bản tánh của mình là không có ai nhập vô hết. Chứ lúc đó mà Đức Phật mà như cô Ven này thì thôi thua rồi, phải không? Như cô Ven này chưa gì hết là nhập vô là thua rồi. đó. Bây giờ nói Phật tổ xuống mà thua rồi, lúc đó Đức Phật á dễ lắm. Đức Phật cái thân Đức Phật yếu rồi á, Đức Phật nói 10 phương chư Phật nhập xuống Phật cũng được vậy. Mà Đức Phật đâu có nói lời này đâu, Đức Phật tự ngộ ra là bản tánh mình là mình đó, cho nên gọi là chánh niệm và chánh định. Thấy không, quý vị thấy rõ ràng không? Mà giờ này á ở bên cái phương hướng á, thường á, quý vị thấy không, trên toàn thế giới luôn chỉ có một cái vùng nhỏ thôi là vùng bể núi, toàn là xưng danh xưng tánh xuống điển xuống cơ không, mà nói thì nói là trong chim bao không quý vị không. Quý vị có khi nào mà chơi với bạn bè mà thằng bạn nó nói hồi tối này tao làm chim bao tao thấy tao bay trên trời, quý vị tin không? Bây giờ thì hỏi hết anh em này có tin không, có tin được điều đó không? Đó, nói hôm này tao ngủ tao thấy tao bay lên trên trời, tao đi với ông Phật, có điều này tin được không? Cái này là dối bỉ gì đó không. Rồi bây giờ nói rồi là tao bây giờ điển của Phật tổ xuống thì tao tin được không? Làm sao tin được? Mày điển Phật tổ mày chơi với tao, tao được hàm thu sao? Thấy không? Mày điển với Phật tổ thì mày chơi với Phật tổ, phải vậy không? Đó, có nghĩa là người ta nói như thế này nè, ở ngoài có thằng cướp nè, mà cái người trong nhà mà đi chơi thằng cướp thì người ở đó trong nhà mới mời thằng cướp vô nhà, phải vậy không? Cũng như bây giờ nè, bây giờ nói thẳng cho mấy vị hiểu nè, bây giờ sư Minh Đạo đó giờ không có thích quay phim mà chưa được ai quay phim hết, mà bây giờ mấy anh em quay phim quay thầy nhiều quá, giờ thầy ham quay phim rồi đó, thầy bây giờ thầy mới mời mấy anh em quay phim tới nhà cũng là được thôi, phải không? Thì nó mới phù hợp với cảnh giới của mình, phải vậy không? Rồi những cái anh quay phim này chưa phải là chánh đạo, chưa phải là Phật, nhưng mà thầy thấy mấy anh em này thích về con đường chân chánh thì thầy cảm thấy mình thích, thì tức là mình đã hợp với cái tâm cảnh với mấy anh em rồi, phải không? Thì bây giờ thầy mới mời mấy anh em này tới đi, tới ăn chơi, tới uống nước gì cũng là được hết, nhưng mà tới quay phim cũng tốt luôn, phải không? Bây giờ hôm nay thầy mới có cái điều kiện thì chia sẻ cho mấy bà con mình là qua những cái kênh quay phim này, phải không? Thì bây giờ thầy nói rõ ràng cho quý vị thấy, cái cô bé này á, cô được điểm Phật tổ, tại sao cô không về cô chơi với Phật tổ cho anh đêm mà cô ngồi như này, cô nhảy tỉnh chi vậy quý vị? Quý vị thấy sai rồi, cổ này cái này là một, thứ nhất là một là ma mị ha, cái thứ hai nữa là gạt bản thân mình, đó là bị ma nhập mà cho là Phật, cái thứ ba nó là gạt cộng đồng mạng, cái thứ tư nữa đó là hủy hoại thanh danh của mười phương chư Phật. Cái tội này rất là nặng nha, cái tội này là không thể nói được bình thường, mà nói cho đúng pháp gọi là phá tam bảo đó, nghe không? Trong cái phá tam bảo nó có 5 pháp nè, Đức Phật dạy nè, một là bất hiếu cha mẹ nè, hai là làm thân vật bị thương chảy máu ha, ba là kinh chê coi tam bảo ha, bốn là phá hòa hợp tan, năm là giết A La Hán. Mà cái tội của cô em này đang nói mượn cái danh Phật tổ xuống điển rồi này kia đó, và nói là điển Phật tổ về rồi này kia, là gia hộ rồi này kia đó, là cái tội này là cái tội phỉ báng Phật nè. Cái thứ hai nữa là đem cái giáo lý của Phật ra mà đùa giỡn, là nói là đại thừa ra để mà cho mọi người nương theo về học, nhưng mà mọi người không hiểu cái gì để học hết trơn á. Nói cái tâm không, nếu mà tâm không vậy mà tâm không nó nằm ở đâu vậy? Bây giờ thì hỏi cô bé Ben nè, cái tâm không nó nằm ở đâu? Cô bé Ben móc cái tâm không đó ra cho thầy coi coi, nghe không? Đó là một điều thầy hỏi, cho nên cô bé không có căn cứ gì vậy, là cô bé Ben tự dối mị rồi, và cô bé Ben là tự vọng ngữ rồi đó, nghe. Thì đây là phá chánh pháp, thì gọi là phá hòa hợp tăng, tại vì cái chánh pháp là tăng, nghe không? Cái chánh pháp của Đức Phật là sự thanh tịnh, thì đó là tăng cái gì? Thì gì là phá hòa hợp tăng, là đó là phạm cái lỗi đó rồi đó, nghe không? Rồi giết A La Hán. A La Hán là cái gì? Tức là những người tu theo giáo lý của Đức Phật để thành tựu quả A La Hán giải thoát. Mà bây giờ chính mình đưa cái giáo lý Phật ra mà mình không chỉ dẫn người ta rõ đường, mà mình nói một cách mập mờ, mà mình cho là điển Phật xuống để mình ma mị người ta, để mình phu danh mình lên, là mình có được cái điển Phật tổ để mình lấy cái danh tướng của mình lên để mình tạo ra là giống như là nếu mình điển Phật tổ xuống là mình là Phật tổ sao? Đúng không? Thì như vậy là gạt mọi người để cho mọi người đi sai đường, cái này gọi là mê tín. Mà mê tín thì sao? Mê tín thì nó đồng quá với là cái chỗ mà giết A La Hán rồi đó, hủy hoại hạt giống của Phật, đúng không? Hạt giống Phật là ban trải ra để cho bao nhiêu người ngộ, mà phải đi theo từng bước chứ không phải đương không mà mình chỉ đại thừa cho người ta đi. Bây giờ cũng như vừa rồi, thầy xin lỗi chút xíu nha, vừa rồi có cái cô gì Sĩ Ngân quên rồi, cái cô gì cô Năm biểu người ta tu ăn chay trường đi đó. Bây giờ thầy mới phản biện là thầy nói là ăn chay trường cũng được, người lớn tuổi sao ăn, phải không? Thì như vậy mình khuyên người ta tu vậy là nó sai pháp rồi. Thì bây giờ cô bé Ven cô đưa tâm không ra, rồi cô đưa tâm là niết bàn rồi kia, rồi người ta biết niết bàn ở đâu người ta nương tựa đây, người ta biết niết bàn ở đâu người ta về, mà biết chỗ khổ rồi người ta tránh đây. Mình nói ra là phải dẫn dụ từng bước cho người ta thấy thì mình mới vô đại thừa được chứ. Đương không mình biểu người ta trở về tánh thanh tịnh là trở về tánh thanh tịnh là đúng chứ không có sai. Nhưng mà cô bé sai là sai chỗ nào biết không? Cái chỗ là mình tự ngã đó. Cái tự ngã này gọi là đại ngã đó, biết không? Mình lấy cái kinh Đại Thừa ra để mà mình cho mình tự chứng liền là thành Phật. Bây giờ như vậy là dùng bể núi chỗ của bé Ven nó thành Phật hết trơn rồi, sao không xuống đây độ chúng đi mà ở chảnh múa nhảy chi vậy hả? Bây giờ tất cả những ông Phật ở trên đó sao không xuống đây đi xuống đây để độ đời đi, mà đi các nước trên thế giới độ đời đi, mà bây giờ ở chảnh nhảy cà tửng chi? Như vậy nhảy cà tửng là thuộc cái gì phải không? Rồi, ai chỉ là Phật. Thầy xin ví dụ hai con vật cho quý vị thấy. Con tầm tuy nó không lớn bằng ai nhưng mà nó luôn luôn rất là khôn ở trong kén, bất động thì mới gọi là chánh định. Đấy không? Còn cái con khỉ á, nó rất là giỏi và nó rất là khôn, nó nhảy lung tung ở trên cây, nhưng mà con khỉ này là xạo. Nếu mà nói theo cái tánh con khỉ này gọi là xạo thì con khỉ đó là con khỉ nó đang múa men tùm lum tà la đó, quý vị thấy không? Con khỉ múa men tùm lum tà la đó, thấy rõ ràng không? Thì con khỉ múa men tùm lum tà la là cái con khỉ này là con khỉ xạo. Như vậy là cô bé Ven đang nhảy nhót múa ca tự xưng danh xưng tánh, đó là con khỉ đó. Mà con khỉ đó là tượng trưng cho cái bản tâm của cô bé Ven đó, chứ không phải là cái niết bàn đâu nha, không phải là tánh không đâu nha. Đó, cô bé Ven thấy cho rõ chỗ này nha. Còn con tầm nó đang ở trong kén, tức là những người tu người ta không muốn lên tiếng là tại sao biết không? Là tại vì người ta ẩn ở trong kén. Còn hôm nay thầy Minh Đạo hiện thân con khỉ ra để đối đầu với con khỉ kia, tức là con khỉ giả đối đầu với con khỉ thiệt đó. Bây giờ thầy Minh Đạo cho quý vị biết là thầy Minh Đạo là đối đầu với quý vị đó, là tại vì quý vị sai chánh pháp, quý vị đang hủy hoại chánh pháp ha. Mà thầy Minh Đạo là người phải bảo vệ chánh pháp và phải chỉ cho quý vị đi đúng đường, không có mê tín gì đâu. Đạo Phật, đạo giải thoát, đạo niết bàn thật sự là không có mê tín và không có nhảy nhót như vậy ha. Mà quý vị nhảy nhót múa men tự xưng điển xưng này xưng kia là hoàn toàn đó là con khỉ mất phong đó. Thầy nói về cho quý vị biết luôn đó, nhảy nhót múa men đó là con khỉ mất phong đó. Cho nên bây giờ vài lời thầy chia sẻ cho quý vị cộng đồng mạng thấy rằng ở đây là lời thầy Minh Đạo nói rất là căng thẳng ha, nói rất là thẳng thắn để cho chúng ta thấy đường chánh đường tà chúng ta đi ha, chứ không phải chúng ta là đi theo cái kiểu mà mơ hồ mê tín nha. Bây giờ thầy thưa với cô bé Ven một lần nữa trước khi rời buổi giảng, thầy khuyên cô bé Ven khi nói đạo Đại Thừa thì mình phải đi từng bước chứ không có đốn phá một cách ngang nhiên như vậy. Nếu đốn phá ngang nhiên như vậy là mình là người đang phỉ bán pháp. Nói mà người ta không hiểu được mình nói cái gì thì làm sao người ta hành? Kêu người ta trở lại bản tâm thanh tịnh, người bản tâm đâu mà người ta biết, hàng ngày người ta có thấy được bản tâm đâu mà người ta trở lại, thấy không? Người ta đã là người sống ở trong mê trong loạn rồi thì làm sao biết bản tâm mà trở lại? Mà kêu trở lại với tánh không, tánh không là cái gì? Cô bé Ven móc cái tánh không ra được đi thì mọi người người ta mới tìm được cái tánh không, phải không? Cô bé Ven chưa móc ra cái tánh không được thì làm sao người ta tìm thấy cái chỗ đó? Cho nên bây giờ sư Minh Đạo nói cô bé Ven hãy chỉnh đốn lại là điều thứ nhất. Cái điều thứ hai, đừng có múa men nhảy nhót nữa. Và cái điều thứ ba là đừng xưng điển của Đức Phật xuống. Tại vì nếu điển Đức Phật xuống là không phải là tâm chánh định, mà không phải là tâm niết bàn, mà tâm đó là tâm ma ngủ ấm loạn tưởng và tâm con khỉ mà kêu bằng cái con khỉ thứ hai mà ở trong bộ phim Tây Du Ký diễn tả đó nha, kêu bằng cái gì đó, kêu bằng lục nhĩ hầu đó. Là cái tâm khỉ đó đang là biến loạn cô bé Ven đó. A Di Đà Phật. Tưởng cô bé Ven trở lại cộng đồng mạng là cô bé Ven được trầm tĩnh sáng suốt thông minh và trở lại con đường Phật pháp, ai ngờ đâu cô bé Ven lại còn quỷ quại pháp còn dữ hơn nữa, thấy không? Thì bây giờ là xin hồi hướng công đức này cho quý vị bổn hội bổn đạo bên cô bé Ven đó nghe, sớm minh tâm kiến tánh và xa lìa những vọng nghiệp, xa lìa những việc mê tín đó đi nghe, trở lại với chánh đạo và trở lại với chính mình đi, bằng cách là mình phải tu từng bước, tu nhân đạo rồi tiên đạo rồi từ từ vô thánh đạo, chứ không phải đương không mà nhào vô thánh đạo mà nhào được đâu nghe. Rồi cái điều thứ ba đó là hồi hướng cho quyền thất tổ của quý vị ha, và cùng với quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp để em thôi nó theo nó báo quý vị, nó nhập vô nó xưng danh xưng tánh rồi nó là điển cơ điển này điển kia đó, là nó mượn danh của Phật không đó. Và hồi hướng công đức này cho pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.